Ok anh em nha, tiếp tục series buổi trưa thì video hôm trước thì ép 3 món cho Nghe My rồi. Anh em cùng xem 3 món của Nghe My bên đặt này nè. Rồi bây giờ Kha sẽ tiếp tục làm giày với nón như nè. Đây. Dạ anh ơi, lấy Nghe My đây. Áo nè. Đó, Nghe My bóp nè. Bao tay nè. Đây lưng nè. Đó. Ừ. Rồi ok. Vậy tiếp tục ép giày với nón như nè. Tức ống này và gión này dày mà nón nha. Dày khăn lôi. Anh nón. Đó. Hết thì tin rồi anh Trần Nhân ơi, hết thì tin rồi nè. Anh em đang xem cho em một like nha. Đi mua phôi. Đó là tài. Sao? Hãy đi mua cái nguyên liệu anh em ạ. Thì 1 nè, 1 nè, 2 nè. Hai này. Ấn 1 này, ấn 1 này. Rồi. Ui, tự nhiên mua mọc rồi ta. Ấn 1 hỏ mà. Hơi lỡ rồi. Ok, cảm ơn nha. Có hình tin hay chưa? Rồi. Có rồi, có rồi. Bây giờ hãy tìm lấy phôi. À bạn, đi lấy phôi ạ. Ép nón thủ trước nha nè, để đi lấy phôi. Đi lấy phôi. Đi lấy phôi nha nè, đi lấy phôi thủ. Ok. Ok, ép thủ trước. Chơi luôn, sợ gì. Nghĩa à. Hả? Anh xét mày máng mua không cho mượn, xét mày máng đánh bố này. Cho mày bắn máy. Có không một à? Mà xét mày bắn máy mấy thì sinh lực nè. Theo cái nhẫn với con bận ngọc bầu đây, nữ đây. Có nữ không? À, không, em bắn boss là gì? Em đánh boss xanh. Boss xanh hả? Nỗ lực đâu. Anh đâu có tổng cho mày có. Mày vừa cho tao mượn. Có hai cái nhẫn mà có ngọc bội không, cháu mượn ngọc bội cũng được. Rồi ok. Đi ép cái dòng sinh lực trước nha nè. Có hai cái nhẫn mà nhẫn ẩn hai thì đeo cái gì đó. Nhẫn ẩn hai, nhẫn mày xài thiên yên hay gì? Thì lấy thiên yên đánh. Lấy thiên yên đánh thì xài kích đồng thử là kích mà ẩn hai kích bình thường. Có ngọc bội không, cháu mượn ngọc bội. Rồi vô. Vô dòng sinh lực trước. Rút hai đại. Mấy con tế em mới đến, giờ em đi làm gì mình giờ tao đó. Đánh luôn đây. Đánh xong có đi ngủ nè. Ok anh em ơi, bây giờ bắt đầu ép cái nón nha nè. Cái nón. Nón thì hôm trước Khải cũng hay rút 2 đập 3, rút 2 đập 3. Nhưng mà lần này thì Khải sẽ rút 2 đại, 2 tiểu. Hay rút 2 đại 2 tiểu cái dòng sinh lực nè. Hiện 1 nè anh em. Rồi bỏ tách hiện tên 1 à. Rồi, ép nón trước nha nè. Ép thủ ẩn 2 tốn 5 tinh, ẩn 1 tốn 8 tinh. Đúng rồi. Ẩn 2 thì cũng muốn ép mà hiện tại bây giờ thì không có phôi ẩn 2. Khá không có phôi làm chồng ẩn 2, không có phôi phòng thủ ẩn 2. Nó không có khó vậy nè. Từ từ khỏi anh đang trong bàn. Lô lô lô. Anh em ai có phôi phòng thủ ẩn 2 không anh em? Ít mẹ là anh ơi. Anh em ai có phôi thủ lý. Anh em thấy ẩn 2 không anh em? Gì? Đi mua, chắc đi mua. Nói chung là thôi, Khải chịu khó tốn chút được nè. Chứ thiệt em là cái server này không có. Đó. Em có không? Em coi như phôi dòng thủ lấy dòng 2 em có không? Có, anh đổi cho cái dòng 1 này. Dòng 1 15 luôn, ngon luôn. Ok, ép sinh lực dòng 1 nè. Dâm 39. Khai cho bỏ 2 đại 2 tiểu. 2 đại 2 tiểu. Xin lực nha Nam. Trải nghiệm thôi Nam. Càng ngày mình ép sẽ trải nghiệm bớt. Phẩm chất 5. Ok. Thì Nam mình sẽ đập 4 đại 4 tiểu. Đó.
lấy thêm 2 bình tiểu nữa, bắt đầu uống tiểu đó, ép cho anh em trải nghiệm chơi đó. Rồi dòng phòng thủ, quên dòng sinh lực. Phòng chức 5 hình tinh 1 4 đại 4 tiểu dòng sinh lực nha anh em. Dòng 1 thì Khải nghĩ nó cũng dở lên thôi. Thường thường Khải hay ép là 3 đại 4 tiểu là lên 10-18 ít rồi. Còn này Khải bỏ thêm 4 đại nữa nè, 4 đại 4 tiểu, thêm 4 bình tiểu nữa. Ok, nếu mà rớt thì 170 nữa thôi, còn lên thì 180-190. Đó 180. Rồi tiếp tục dòng phòng thủ. Phòng thủ Khải sẽ rút 2 thị tinh, đập 6 thị tinh sẽ 25. Đó 180 rồi nè. Phòng thủ thì Khải sẽ chơi hiện tinh, hiện tinh là hiện tinh 3. Rút hiện tinh 3, đập hiện tinh 3. Hả? Nói nhân mì à? Nói nhân mì em ơi. Dòng 1 nên là nó hơi thốn. Hử? Nó như em thì em ép như thế nào em nói nghe coi. Hử? Đúng rồi, thì cái nón anh nghĩ lên bình thường mà. Tại vì hôm trước anh cũng hút 2 đập 6 cái nón lên đó, cái nón anh mát nè. Khác gì đâu. Nón anh mát nè. Đó. Anh rút 2 đập 6 mới có được. Có thể tin không em, có thể tin không? Không, 6 đại 2 tiểu. Ừ, 6 đại 2 tiểu, ok. Hình tinh 2 đúng không? Ok, bây giờ Khải sẽ ép vào phòng thủ nha nè. Vào phòng thủ nha nè. Rút hình tinh 3, đập hình tinh 3. Rồi, coi phẩm chấp máy nè. Ủa, sắp rồi đánh 30 nữa, bút cây máu cho nhanh. Lấy nè. Nhanh chưa? Hình tinh 3. Phẩm chấp. Còn phòng thủ có 15. Rồi ấn một hở, ok chưa? Ê, đi lối phúc viên đại. Hai thị tinh, sáu phúc viên đại nha nè. Ép phúc viên tiểu cho ra vũ khí cho mình. Một phúc viên tiểu luôn, không được đại luôn. Ok. Lấy nè. Hút một đập 5 mà. Hút một đập 5 mà. Ây chà, thử nha tướng trần. Hiện tại á, nói thiệt anh em á, cái nón là Khải ép 100%, Khải không có xịt lần nào hết. Đấy, anh em trong bao cũng vậy. Rút 2 đập 6 không giờ xịt. Đấy. Mà giờ anh Tấn Trần bảo hút 1 đập 5 thì có thể tiết kiệm được 2 viên thị tinh. Ok chưa? Ok, Khải sẽ test theo anh kiểu Tấn Trần nha. Hút 1 đập 5. Đấy. Hút 1 đập 5 nha anh em. Test theo kiểu anh Tấn Trần đây, hiện tinh 3 này. Cái dòng này dòng vòng thủ nè, sẽ cho hiện tinh 3. Hiện tại server hiện tinh 3 là cao nhất rồi nha anh em. Chỉ anh nghĩ vần này nọ thì top tháng này nọ thì sẽ ra hiện tinh 8-9-10. Nó còn 3 là cao nhất rồi. Không có hơn nha anh em, hiếm lắm. Rồi, Khải sẽ hút theo Tuấn Trần đi. Hút 1 đập 5. Ok. Ấn 1 nè. 1 thị tinh nè. 7 đại nha nè. Đó. Hút 1 đập 5. Nói chung là đại lúc nào cũng phải đầy đủ. Dòng này dòng quan trọng. Rồi, hút 1 đập 5. Đục, nếu mà... Nói chung là cái này, cái trải nghiệm của Tuấn Trần thì nói chung mình trải nghiệm thôi. Cái còn đỡ mà hơi khó nha. Khải là muốn chắc nữa nè. Khải là muốn chắc. Cái này nâng cấp mình về đâu. Thôi ghen em. Vô. Bấm vô bật phòng cấp nào. Không có suy nghĩ. Phòng chất 7. Ok. Phòng chất 7. Ok, giờ Khải sẽ em bỏ vũ khí rồi em bỏ. Khải sẽ 5 phút duyên. Và quên 5 phút 5 thị tinh. 5 thị tinh và 3 phút duyên đại nha nè. Đó, ủa, ai còn coi khăn lo trên 25 không mọi người? 7 nè Nam. Coi khăn lo trên 25 mọi người. Có phôi 22 được không anh? 22 được cho anh đi, cho anh đúng. Phượng Thành Bắc, Phượng Thành Bắc, Phượng Thành Bắc. Mình bỏ cái đao vô lên, cái cổ vô là xong anh. Phượng Thành Bắc. Ok. Rồi, đúng vô rồi. Nó vô nó nè Nam. Phòng thủ 25 rồi. Vứt nè. Rồi, ok, vứt anh, rồi, cảm ơn. Nè, hình tinh 3 nè. Phòng chốc 7 nè. Hình tinh 3, phòng chốc 7. 5 phút gì, 5 thị tinh. 5 thị tinh, 3 phút dân đại nha nè. Đó, theo như Tướng Trần thì mình có thể tiết kiệm được 2 dân thị tinh, ok chưa? Mình sẽ tiết kiệm được 2 dân thị tinh. Nếu thành công nha nè. Nếu thành công thì mình đã tiết kiệm được 2 dân thị tinh. Cái nón thì nó đơn giản mọi người, Khải thấy cái nón đơn giản lắm. Nhưng mà không biết có lên hay không đây, 25 hay không đây.
anh em cùng xem lên hay không anh em. Vô. Hai làm cho đẹp nào. Hai làm cho đẹp nào. Hai làm. Hai làm. Hai làm luôn. Ok, tiết kiệm được hai viên thủy tinh nha mọi người. Ok. Tiết kiệm được hai viên thủy tinh nha. Rồi tiếp tục đó là dòng nội lực dòng 2. Nội lực dòng 2 nha anh em. Nội lực thì Khai sẽ ép thủy tinh 1 là được rồi. Nội lực dòng 2. Khai sẽ ép hai phú dương đại, hai phú dương tiểu và khám hai đại hai tiểu. Rồi ok. Nội lực anh em là có phối nội lực dòng 2 không anh em? Nội lực. Nội lực dòng 2 anh em. Lên 25 rồi đấy, thành công rồi đấy. Nội lực dòng 2 chưa thấy. Vẫn chưa thấy. Ok, chắc Khải phải đi mua rồi nè mọi người. Khải phải lấy cái phôi 540 rồi đó. Khải phôi 540 ép cho con nón xong luôn nè. Rồi, ok. Đập có 5 viên vẫn lấy 25 luôn anh Khải. Chính xác, chính xác. Thì anh nói là hôm nay anh trải nghiệm mà thành công đó em. Rút 1 thị tinh. Rút 1 thị tinh. Rút 1 thị tinh 7 đại. F 5 thị tinh 3 đại 25. Đó thấy chưa? Đấy, anh rút một à? Ừ, anh thì đã nói anh test mà anh rút một thôi. Lục luôn anh, lục luôn à? Lục hết không cần thử. Nó thì dở mà. Nhưng mà hôm nay thì test trải nghiệm giảm được 2 thị tinh đó em. Ok, Khai sẽ tìm một cái phôi nội lực dùng cao như nào. Nội lực cao đấy. Sao? Chị cần. Ừ, mất đẹp vậy là. À, đủ, sau lần kháng nói mưa ngon vậy. Bao nhiêu vậy anh? Nguyên tinh 2, bao nhiêu? Rút anh 4 đại 4 tiểu. Khảm thì anh bỏ 1 viên địa tinh, 4 đại. Nó đủ, dưới dòng 530, dưới dòng tốc 30 mà lên bắt trời. Hay nhỉ. Dưới dòng tốc độ đánh mà lên bắt luôn nè. Cho Nga My. Ép cho Nga My đúng hình tím. Ngồi buồn buồn, không biết làm gì nên Khải ép đồ, lôi đồ ghéo. Ừ, hay nha anh em, ok hay. Thèm đúng không anh? Thèm đúng không? Thèm ngưng ngưng ngưng. Thế thì anh ấy tiếp là ngưỡng ngờ. Sinh lực, cái độc đánh nào công, đạo lực. Hãy tìm phôi. Ok, bắt đầu vô dòng nội lực nha anh em ơi. Đó, anh nón nè, ok chưa? Dòng nội lực. Nói chung là dòng nội lực thì Khải cũng không quan trọng lắm. Giờ Khải test đi. Hút 4 đại đập. Cái gì? Hút 4 đại, 4 tiểu đập. 4 đại, 4 tiểu, ok chưa? Đó. Ok nha anh em, Khải test nha, chứ Khải không có không muốn thì chất ăn này nọ, nhưng mà Khải cứ thử cái ý của Khải nha. Khải sẽ mua 8 bình tiểu nữa, Khải không bỏ viên thiệt tới nồi luôn. Ok chưa? Nhưng nó chạy tại vì nói chung là cái nón này nè anh em, nó chưa sâu xa. Đây. Khải hút. Cái nón này dòng nội lực nha, Khải hút. Hiện tinh 1. 3 phú dương đại, khảm. Hiện tinh 1. 4 phú dương đại 195. Đó. Mà đỡ mà đi ép viên thiệt tinh vào Khải hơi phí nè. Hơi phí. Ok. Tùy theo món này, như cái áo thì nên thì tinh, hay cái giày thì nên thì tinh được, tại vì nó có dòng tốc độ đánh này nọ, tốc độ di chuyển với phục hồi này nọ, hoặc là cái vũ khí thì dòng ẩn hai mình có thể thêm gì thì tinh được. Còn cái này cái nón nè, Khải nghĩ là nó không có dòng hiện đó thì Khải nghĩ nó rất là đơn giản thôi. Ok, để test thử như thế nào, đơn giản như thế nào anh em xem thử nha. Đây, Khải sẽ khám. Khải rút ạ, Khải lấy chứ ạ. Khải sẽ lấy là hiện 2 này. Hiện tinh 1 này. 4 đại 4 tiểu. Là auto 18x. Ok chưa? Còn như anh Tấn thì thêm một viên thiệt tinh ở cái nón thì em thấy nó khá là 100% này. Rồi, thử nha nè. Tại vì cái nón em, nón kia em ép mát mà nè. Em đâu cần viên thiệt tinh nào đâu. Vẫn 195 nội lực này nè. Đó. Thấy chưa? Rồi, ok. Em cũng kiểu là như thế này thôi, không khác gì. Rồi, hiện 2 nội lực. Phẩm chất 7 rồi, phẩm chất 7 auto 19x rồi nè. Phẩm chất 7 auto 19x rồi. Khẳng định auto 19x luôn nè. Vô duyên thì tinh thì có thể lên 200. Đó. Nội lực thì tầm này 18-19x là ok rồi mọi người. Rồi, vô. Chắc chắn không rớt, bảo đảm anh em luôn, chắc chắn không rớt. Đây. Hiện tinh 1. Phẩm chất 7. 4 đại 4 tiểu nha nè. Hãy lấy đại nè. Đó. Cái nón thì Khải ép lên rồi nè, không giờ xịt. Cái nón Khải ép vài cái rồi mà anh em trong bàn ép lên quá trời, đâu ai rớt đâu.
Đó. Mấy hôm đó là Khải nhiêu ra là Khải lên rồi. Nhưng mà Khải chơi kiểu thêm thêm chút tiểu cho nó full ô rương cho nó đẹp nữa. Đó. Ok chưa? Ừ, nỗ lực nha anh em. Không chút 7. Vô. À, anh em đoán thì bao nhiêu, anh em đoán thì bao nhiêu? Khải nghĩ là bèo lắm cái này ít nhất phải 19 ít, 19 ít. 194. Ừ, em nghĩ ít nhất phải 19 ít. Ôi, 181 anh ơi. Rồi tính ra 181 là xịt. Phải nhóc 7, 181 là xịt lại. Nên nè, 181, 181. Vãi liền. Anh lấy 2 đại. Ừ. 2 đại 6 tiểu. À, em 4 đại 4 tiểu xịt đấy. Từ từ, okay. Anh lấy 2 đại 6 tiểu rồi. 2 đại 6 tiểu. Đúng rồi, không cần hiện tinh. 2 đại 6 tiểu thì nó găm đất 6 à. Ok, khả đi dòng nội phòng dòng chuyển hóa nha anh em. Ôi, lộn dòng làm chậm nha mọi người. Dòng làm chậm nha anh em. Ok, làm chậm thì Khải sẽ rút vẫn như cũ thôi. 4 đại, 4 tiểu thôi. Nhưng làm chậm của nó còn thiệt tinh không anh em? Anh em bữa mình. Cái này ép thử chưa? Anh ép rồi, anh ép trong quanh kia này. Cái nó phòng thủ anh. Anh ép làm chậm hiện 2 hả? Hiện 2. Ờ, hiện 2 không biết nha, bữa anh ép hiện 1 nha. Ờ, hiện 1 gì dở. Thôi, cái nón quan trọng chắc Khải phải bỏ với một viên thì tinh này mà. Ừ, chứ đỡ nó làm 130 là tiếc đứt ruột luôn nè. Ok. Tại vì cái nón đẹp rồi mà đỡ làm 130 thì không còn giá trị của cái nón nữa. Ok. Chuẩn bị cái này thì Khải biết hướng rồi. Làm chậm này. Ấn 2 này. Tinh 1 này. 4 đại 4 tiểu. Và lúc ép Khải sẽ một thì tinh là xong. Đấy thôi. Rồi, ai còn tin hồng bố thạch không anh em cho xin. Ok, Chiến ơi. Thầy anh ép xong rồi nói em ơi. Rồi, phòng chất máy này. Phòng chất xấu, ok. Phòng chất xấu thì vô viên thị tinh là auto lên rồi nè. Auto lên 40 rồi. À, cứ vô thị tinh như bình thường thôi. Một viên ra, xin một viên. Phòng chất xấu rồi nè. Hình tinh 1. Một viên đó được rồi. Bốn đại một thị tinh. Bốn đại một thị tinh 3 tiểu nha anh em. Rồi, ok. Cũng ghiền lắm mà không có chơi gian chơi game. Ok, chào cậu chủ nhỏ ơi. Anh em ơi, làm chậm nha. Thị tinh 1, phòng chất xấu. Một thị tinh cho anh chắc kèo nè. Một thị tinh cho anh kèo nè. Sao chút xung bình hả? Cũng được chứ. 40, ok chưa? Rồi, mát nha anh em. Tại vì nếu mà sau này mà làm okay, xong là... Tiếp tục đánh đôi giày nha anh em. Lấy Khải 20 bình, Phúc Dương Đại. Có thì tinh thường không? Rồi, xong cái nón nha mọi người. Thành công cái nón nha anh em. Đó. Mình giảm được cái nón được vài thì tinh anh em. Cũng khá là ok. Hôm trước cái nón này thì mình ép cũng tương đối như vậy thôi. Cái nón dở lên này. Có anh ơi, em một thì tên nhà chắc kèo anh ơi. Ừ, đồ tự nhiên cái nón đẹp mình làm 130 thì chết luôn anh. Không thủ hả? Ờ, ok, tiếp tục cái giày. Giao dịch chiến. Rồi, mượn anh Tâm Thánh 2 cục nó ép xong đôi giày rồi nè. Ok. Anh đang cần cái chuyện bái gạch của thằng bên kia để cho anh qua Thiên Yên cái nè. Rồi đi tìm phôi cho nè. Ơi. Ok, Thương Dương bán ngựa anh lấy 30 bình nha em ơi. 20 bình, Thương Dương bán ngựa đây. Bắt lấy cái nè. Đấy, nhường đây 20 bình này ép luôn nè. Qua đây. Ừ. Ừ, đang cần đấy. 20 bình giùm anh đi em. Thương Dương bán ngựa, qua giùm anh đi. Còn lại con bát có mua bao nhiêu thì bán con bát đi. Anh 20 bình nữa xong xét đồ rồi. Xong xét đồ nghe mi nha anh em. Rồi. Đó, nghe mi phải đánh cấp cái đó mới trụ được đam bên xe kia. Ủa nó chém chết hết nè. Thấy cái nón không? Đẹp chưa? Trời ơi, cái nón quá đẹp tuyệt vời. Tuyệt vời. Thằng mi của em là mắt pin vậy đó. Ừ. Nam Độc em mắt pin rồi đấy. Nam Độc em lên full đồ luôn. Nam Độc anh cũng là full đồ rồi. Đó. Ok em ơi. Má Nam Độc mà nó xài đai cỡ này đây.
Đây. Vậy cũng mát đàng hoàng. Nếm đọc em đây, đồ chế độ em ngon lắm như giỡn hoài. Đây. Khuê đồ. Đó. Thấy chưa? À, khuê đồ á. Vũ khí năm độc nguyên sinh một này hả? Đâu? Trời, vũ khí năm độc nguyên sinh một. Bó. Nó được ngon lành. Ok. Bây giờ đến mình đi ép đôi giày anh em. Anh em nào có cái phôi tóc 30 dòng 1 anh em? Tóc 30 anh em đôi. Em sẽ rút nguyên tinh. Ô, mấy hôm mình rút nguyên tinh 1, đập nguyên tinh 2 dòng tốc độ đúng không anh em? Anh rút 1, đập 1 luôn đó. 40 luôn hả? Đây nè, đôi giày của mặt trong thánh nè. Ừ. Rồi, ok, ok. Em đi tìm cái phôi. Rút 1 rút 1 2 đại 4 tiểu. Cảm vô nhà 2 đại phương tiểu. Ok, ui, sao đơn giản 40 vậy? Giống rồi bạn. 2 đại. Phôi về kim nhiều mà tâm tâm chơi mà. Nhìn cho tao ăn bỏ tao có ép nó khác. Đâu vậy mình. Rút 2 đại. Hai đại 2 tiểu. 4 tiểu. À, 2 đại 4 tiểu rồi đập hai đại phun tiểu. Bỏ 40 vãi liền. Nhớ phần trong máy không anh? À, 7 gì đó, 6 7 gì đó. Không, chứ 6 7 đâu. Chắc là 6 chứ còn 6. 6 hoặc 7 thôi, nếu mà em rút coi tốc độ trên 30 có thể là 7, như bữa anh rút 7 vậy. Anh rút tốc độ 38. Rồi, đi tìm phôi anh em. Phôi ở trên viện kinh thành đô đâu? Ok. Giờ đến đây. Quăng mẹ chạy này quăng đi. Đâu thành đô đông này. Đây nè đây nè. Đây rồi bước đi. Vô này đi. Ủa vô lấy gơ ra. À được. Ảo thiệt sự. Đứng trong gương bót rồi xong. Đây nè lượm nè. À bước đi. Rồi. Gì tam thánh mập đi ngủ đi. Ai tăng gì? Tăng. Ấy ngựa tăng vậy. Ừ, tăng rồi, ở đâu? Đang có lại nè. À. Okay. 15 bình phút trên đời à, lấy không? Anh Vũ để lấy luôn không? Ừ, anh cho trong bách xe. Thì ép trải nghiệm đôi giày nha anh em. Nhiều lần ơi, nhiều lần ơi. Lấy tôi mình đỡ thôi. Nhiều lần ơi. 15 bình 40 cái đó cái gì kia cái này dày mọc mà ừ, em cũng hiểu à, 600 xu, 600 xu không dày ở đâu rồi đẳng 5 bình nữa là 800 xu đúng không? Ừ. Ok, ở đâu á? Vậy đó cái mới đâu đông cái mà cải chắc chắn á là rút là 2 đại quân tiểu không như, như lúc trước em ép á như lúc trước em ép đôi giày của em á chưa xịt đôi nào rút 3 đại khả 4 đại auto lên đó thôi em cứ theo chiêu của em thôi mọi người có cách ép riêng đúng rồi Khải sẽ rút 3 đại Khải 4 đại nè nói chung là hồi xưa giờ Khải ép 4 đôi giày chưa xịt đôi nào biết đôi này có xịt hay không chưa biết nha. Rồi vô ấy là mình muốn tìm thêm công thức cho nó rẻ tiền một tí nữa nó gì đâu công thức của anh vẫn rẻ của em à vẫn rẻ của em một chút đây đôi 38 hiện tinh 1 hiện 1 Khải sẽ rút 3 đại đập 4 đại đó. Đó, thì của em thì anh tương đối thôi. Thành đô đông mà tài. Ừ. Ừ thành đô đông. Hơn chắc mấy rồi. Hơn chắc 7 rồi. Hơn chắc 7 auto 40 rồi. Bởi vì anh nói rồi, có dòng tốc độ có xuống mà cảnh sáo lắm. Ừ. Hơn chắc 7 nè mọi người. Rồi, tiếp tục vô kèo, tiếp tục vô kèo. Nói chung là mình làm cái vòng đầu tiên phải mát cái rồi vòng sau tính sau. Đó. Vòng sau đó. Sau tính sau. Hình tính 1. Phòng chấp 7. 4 đại vậy nè. Đó. Trước khi khai ép cái này thì chưa xịt đôi nào 40. Chưa xịt đôi nào. Đó. Ok chưa. Hình tính 1. Phòng chấp 7. 4 đại. Đó. Đem cái học bí kíp đó. Đem. Bí kíp của anh em tâm thánh cũng được. Mỗi người một cách ép thì rẻ hơn thì mình xài thôi. Còn cái này là bí kíp của Khải. Khải hơi chơi chắc là cứ 3 đài, 4 đài là xong. Lên 40. Ok. Tiếp tục sẽ là dòng kháng lôi. Kháng lôi ở cái dòng này thì Khải sẽ rút 1 thiệt tinh. Khải sẽ rút 1 thiệt tinh. Và 7 đài vậy nè. Rút 1 thiệt tinh 7 đài.
Rút một hiện tinh 7 đại. Hiện tinh 3 anh ơi. Có hiện tinh 2. Nè, để em xem lại cái bí kíp rồi chưa. Rồi ok. Sau khi xem lại cái bí kíp cái áo rồi chưa của Khải Match Up thì không có gì khác. Khải sẽ rút, đó là hiện tinh 2 và phôi. Rút hiện tinh 2 và ẩn 1 đâu. Ẩn 1 chỉ để lấy ẩn. Một thị tinh và 7 của dương đại. Đó, phần chốc 7. Phần kim. Ok, một phần ngưng có. Rút 4 đại, ép vào 4 đại 2 thị tinh. Ôi, nó hơi căng nha. Thuần nhiều à. Ok, đây nè, một luôn. Ok. Hút 4 đại, ép vào 4 đại 2 thị tinh. Đồ, đôi giày mà nó còn giống mà anh chơi kiểu đó hơi căng nha. Em thêm một thì tinh cho phẩm chất cao anh ơi. Em thêm một thì tinh cho phẩm chất cao. Chứ không thì tinh hơi căng lắm. Này. Tinh 2. Rồi, ẩn 1 này. Như anh ấy nói thì hút 4 đại thôi. Đập vào 2 thì tinh 4 đại là lên. Thì cái đôi giày thì em cũng khá là tâm huyết để em cố gắng lên 30. Em sẽ thêm em full thị tinh, em sẽ thêm thị tinh này. Em sẽ thêm một tử thị tinh và 7 đại. Đây. Yeah. Khải khảm dốt thế là sao anh Ngọc Trâm Nguyễn Thị ơi. Đây nè. Cố gắng lên phòng chốc 7 nha mọi người. Phòng chốc 7 thì Khải nghĩ 2 thị tinh và 6 đại sẽ lên. Sẽ lên 30. Cố lên. Nhấc máy này. Chốc 7, ok, easy game. Đó, khoảng chốc 7 là ok rồi nè mà. Rồi, bây giờ không cần phải suy nghĩ rồi. 2 thị tinh xấu đại là auto 30 nè. Đó, ok chưa? Em ra được khoảng chốc 7 rồi đấy. Rồi. Anh Tâm Thánh này, còn thị tinh nào Tâm Thánh này? Em mượn thêm một cục nữa Tâm Thánh. Hết rồi mà. Ờ, còn đủ. Nó thiếu 4 đại 2 thị tinh 1 thị tinh F5 3 thị tinh hả? 3 thị tinh hả? Đúng rồi, em nghĩ tầm này 3 thị tinh. Ai còn thị tinh nào rồi em ơi? Chứ hai viên em thấy hơi sợ. Ok, đủ thị tinh rồi em ạ. Ok Dương ơi, ok Dương ơi. Được rồi, có rồi Dương ơi. Tắt máy nằm xem live cũng không yên. Ok. Rồi, vô. 3 thị tinh, 5 đại nha mọi người. Phẩm chất 7. Vô, anh em nào theo nếu thấy thích những cái video mà ép đồ như thế này anh em, hoặc là trải nghiệm đồ như thế này của Khải á, thì anh em đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như nhấn vào cái chuông để có thể theo dõi những buổi video tiếp theo nha anh em. Đó, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo nha anh em. Đó. Hãy ép hiện tinh 2 này. Khăn lo nha anh em. Rồi hiện tinh 7 này. Rồi. Biết là thị tinh nhà chắc anh mà tướng Trần ơi. Không có. Thị tinh xe vào này hiếm lắm. Nhiều thấy không anh em. Nhiều khi thấy ép đồ mà đi tìm gì từng viên thị tinh là thấy khổ chứ. Hôm qua Khải gom được gần 20 viên đó nè. Nhưng mà hôm nay đủ hống binh hết mất mười mấy viên rồi. 4 lần hết mất 12 viên rồi. Mất hết 12 viên rồi nè. Còn lại cái vài viên còn lại 8 viên rồi. Rồi, hồi chốc 7, tinh 2, 3 thị tinh, 5 đại, cố gắng lên 30 cho đẹp rồi. Giống như công thức áo luôn nha. Giống như công thức áo luôn nha anh em. Rồi, ok, 30 luôn, đẹp anh em à. Đẹp. Rồi, dòng sinh lực này thì không có thị tinh. Em sẽ chơi là 4 đại, 4 tiểu. Đó. Rồi, xong coi như là xong set đồ nha anh em. 4 đại, 4 tiểu là xong set đồ luôn nha mọi người. Rồi, ok, dứt điểm. 4 đại 4 tiểu ngày hôm nay. Em xong xếp đồ ngày mai và lên xếp đồ ngày mai cho anh em xem. Dứt điểm tại đây. Ok chưa anh em? Ok chưa? Quá ok. Quá đẹp luôn. Rồi, lấy. Em sẽ lấy dòng sinh lực hiện 2. Em đi tìm sinh lực hiện 2. Ok, có luôn. Có luôn sinh lực hiện 2. Đây, 136. Xong. Hiện 2.
Tiền 2 ok luôn em ơi. Đó, bây giờ Khải sẽ lấy thì bỏ phôi vô sinh lực hiện 2, mật ngân khó hiện 2, tinh 1 và 4 đại 4 tiểu này, và Khải vẫn khám 4 đại 4 tiểu không thì tinh nha. Dòng này thì nói chung thì nó có rớt cũng được anh em ạ. Nói chung tầm này hết thì tinh rồi, thì không biết đường nào nữa anh em. Tìm duyên thì tinh, tìm không có anh em. Rồi. Hôm nay cố gắng thành công 2 món nữa là xong xếp đồ ngày mai. Và Khải sẽ lên đồ lên đảo ngày mai cho anh em xem. Ok. Bình phần chất mấy? Phần chất xấu ok. Phần chất xấu thì Khải thấy khá là easy rồi anh em. Khá là easy 18 17 rồi đấy. Nếu mà min đó, nếu mà min thì 17 x. Còn nếu mà mát thì 19 x. Đó, còn nếu mà tầm trung thì 18 x. Chắc ăn luôn. Chắc ăn luôn anh em ạ. Khám nè. Nếu mà lên thì 19 x, còn min thì 17 x. Còn trung thì 18 x. Ép luôn nỗ lực cho đẹp mà. Ép luôn nỗ lực cho đẹp mà đỡ tìm cái phôi thì hơi căng nhờ. Em tìm cái phôi chuyển hóa nỗ lực không ra thì hơi khó. Ok, mở 4 đại cho anh em. 4 đại 4 tiểu nha anh em. Đó. Chứ một dòng này em nghĩ thì nếu mà nó min thì 17, 16. Còn trung bình thì 18. Còn lên thì 19. Cũng thử 200. Đó. Phần chất xấu mà, ngại gì anh em. Phần chất xấu không có ngại được. Phần chất 5 thì sợ nè. Phần chất 5 thì sợ ấy. Ok, anh em đó thì bao nhiêu? Anh em đó thì bao nhiêu? Khải nghĩ bèo lắm, ít nhất phải 185. Khải nghĩ ít nhất sinh lực phải 185. Trời ơi, 175 cũng được tương đối nè mà. Rồi ok, nói chung thì tầm này gọi là tầm min min chung chung. Nói chung là sinh lực min một chút đó. Rồi, ép dùng nội lực cho nó đẹp mà. Giờ đi tìm cái ok, để em đi tìm cái phôi chuyển hóa dùng 2. Ờ, Khải tìm cái phôi tăng bắn chỗ nào, phường thường á. Ừ. Anh còn một cái phôi chuyển hóa mà anh không nhớ hoàn nào mà chưa phôi kháng lôi chuyển hóa dòng 2. Ồ, kim quá rồi. Em đang đi tìm anh em. Anh em nào có thì rảnh rỗi thời gian tìm giúp em thử nè. Ép cho đôi giày nó mát luôn em ơi. Nó giống như cái áo cho đẹp vậy nè. Nói chung là biết là cái dòng đó nó không có tác dụng, nhưng mà nó ép cho nó có dòng nội lực cũng được nè. Tại vì tầm này Khải mới mua thêm phúc duyên á, chắc đủ rồi nè. Đủ mà luôn nè. Sinh lực hiện 2 là ép cẩn thận tí cả nhà. Ừ, anh 175 rồi em ơi. Rút 4 đập 4 175 rồi. À, 175. Cái sinh lực hiện 2 của cái vũ khí bao nhiêu? 14 ít. Ừ, ép như thế nào? Anh rút 10 tinh bột. Ở đâu anh? Ok, không, xe anh. Có, xong đôi giày luôn em ơi. Cố gắng xong đôi giày lên đảo luôn, hợp lý. Xong. Ok, tất cả công đoạn đã tìm xong anh em à. Rồi, khám thôi. Như công thức hồi trưa thì nó lên cái vèo thôi. Hồi trưa thì ép một phú dân đại. Đập một phú dân đại là lên thôi anh em. Có giống đây em gì này. Sinh lực à? Hiện 2, ok. Ok, đúc một phút dương đại. Đập một phút dương đại là lên nha nè. Lên 10% nha nè. Ok, để đi Khải lấy cái phôi á. Rồi, mua phôi ẩn 2 mọc à. Rồi, một cái hiện 3. Hiện 3 trong này có luôn. Hiện 3 nỗ lực, ơi chà, dòng hiện 3 nỗ lực hơi tìm hơi chua anh này. Rồi, cứ đi vô đây, tới dòng nào tìm ở dòng đó nè. Rồi, vô. Dòng cuối thì cứ khảm 4, đập 4 thôi, xong thôi, rồi. Lấy rồi nè. Hình tinh 1 nè, phôi nè, ẩn 2 mộng nè. Một cái dân đại nè. Đó. Chừng đó. Nói chung có cho đẹp cho nên tại vì nó không có kích được. Dùng đó khẳng định anh em dùng thứ hai này không kích được.
Cái máy này. Ôi, vào chút 3, vãi nồi. Đủ xanh. Trời ơi, vào chút 3. Đủ như kênh như thế này, gọi tính đủ. Nào bây giờ. Hôm trước em mấy phần chút 4 mà lại nha. Ờ, phần chút 4 thì lên, phần 4 thì lên, phần chút 3 hơi kênh nè, đủ xanh. Ok, phần chút 3. Ngoài viên tình 2 đấy. Thì hết viên tình 2 rồi. Rồi, cứ viên tình 1 là thêm dân Phú Dương Đại thôi. Còn đúng một dân bình Phú Dương. Đủ đúng một bình Phú Dương Đại rồi, nên mày không dám thêm luôn nè. Thôi cứ thêm đi. Thêm đi, rút lại cái rút sau. Đủ xanh. Ha. Phạm chốc 3, vãi đáy nè. Hồi chưa phạm chốc 4 thì auto lên luôn nè. Auto lên 10 luôn nè. Phạm chốc 3, ok. Nói chung cái dòng này khả nghe chất 10 thôi. Nó không lẽ 7, 8 nè, đúng không? 10, ok. Rồi, dòng nỗ lực dòng cuối. Ok, thì mình phôi nỗ lực dòng cuối nữa. Xong rồi nè, hút 3, khảm 4. Xong. Lên 10 em ơi, hút 1, khảm 2. Ờ, dòng đó chắc auto trở lên luôn. Giờ khả thì tìm cái phôi nỗ lực dòng cuối nè. Vô nỗ lực dòng cuối. Đây, có luôn. Bữa giờ Khải đánh boss để giành được ít phôi nè. 3 vòng lên, ok. Rồi. Lên thôi. Vô kẹo. Xong cố gắng xong đôi giày rồi. Lên đảo nghe mời nha Nam. Trời, hôm nay ép của video hai món mà khá là căng. Tìm phôi, tìm đồ rất là khổ luôn nè. Tên 1 nè. Full, full. Đôi giày full option. Khảm 3, đập 4. Đó. Mẫu full chứ. Mẫu còn full chứ, mẫu 4 dòng em ơi. Dòng Nam Anh không ép. Nam ép thể lực à? Thể lực gì đâu, có đi liên đó thể lực làm gì. Clon mà. Clon mà. Thể lực cho nó sung mà. Cho anh em vui. Phẩm chất xấu, ok, rồi ok. Rồi, coi như là hôm nay Khải thành công một set đồ Nga Mi trưởng nha mọi người. Quên, Nga Mi trưởng cũng được, Nga Mi bút cũng được nè. Sau bên này có Nga Mi kiếm cũng được luôn. Đó. Thể lực làm gì đâu. Giờ anh không còn phúc duyên mà thể lực đã làm gì. Không còn phúc duyên. Thể lực hình như rút vài mình tiểu là nó lây bằng chất bãi luôn. Nó lụt luôn rồi. Không biết trước em rút mình bỏ bằng cái bệnh lây chất bãi. Ê, rút tiểu không hả? À, dòng nội lực nè. Nỗ lực chất xấu hiện tinh 1 đó còn đúng 5 phút 4 của viên hết luôn á, chọn gói luôn không còn gì luôn. Rồi đó, anh em dự đoán là bao nhiêu? 192, quá đẹp. Rồi ok, dòng cuối đẹp gơ luôn. Ok anh em, nói chung thì ở video này thì Khải đã thành công hai món nữa. Khải sẽ giao dịch full món ngày mời cho anh em xem. Hôm nay thì Khải full Nga Mi rồi Nam. Hôm nay thì Khải này lên nón thành công 100% này, đôi giày mắt pin 100% này. Đó, anh em có thể xem lại video này và xem công thức anh em có thể ép cho anh Excel của anh em ở những server khác hay server này nha Nam. Đó, bây giờ Khải sẽ đưa set đồ vào cho Nga Mi rồi cho Nga Mi lên đảo nha Nam. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Khải một video like, một chia sẻ kênh, một like một chia sẻ video, cũng như là nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái chuông thì mới có thể theo dõi những video tiếp theo cũng như là những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải nha Nam. Đừng quên like chia sẻ ủng hộ mạnh anh em à. Nói chung là anh em chia sẻ ủng hộ thì Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Rồi Khải báo các bạn ngày mới cho anh em xem sẽ đồ ngày mới nha. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông nha Nam.